Phút thứ báo 3 phút của trận chung kết bắt đầu. Lưu ý phải của trong quả đấu đẩy xe tích bởi vì chúng ta sẽ sang sát vấn đề quả đấu trước để chung báo rất đều. Chúng ta chung báo rất hay. Bên này là hiện tại là có 500 mỏ nha. 170 có mỏ nha. 6-5-10 đã qua được quả đấu. Anh em lưu ý khi mà chất lượng chỉ dàn quá đều nhau, không xuất hiện điểm trừ rõ cũng cả dừng đủ năng lượng. Trận chung kết cực kỳ hay đúng không mọi người? Rất hay. Khi chúng ta đánh giá những cái điểm dừng đứng trước lại và cách hình quả đấu chậm hơn các bạn thì cần dừng lại 1-2 giây thôi cũng phải là chậm hơn rồi, khi mặt bằng quá đều. Tất cả đã phần trong mặt đấu, ta sẽ đánh giá về thái độ. Tất cả đủ mở đấu rồi anh em nhé. Bốn đội chim đều rất hay. Gặp dưới chim rất tốt, tuy nhiên tôi đã báo cách ra đã thấy một hay qua một trận chung kết rất khó cho tham khảo luôn nha anh em ạ. Mới là có 1-5-6 được điểm nhất thôi nha. 1-10 là dày mỏ mà mỏ to rõ ràng. Chim là rất đều. Chúng ta chỉ cần dừng chút lại một chút thôi. Có nghĩa là kém hơn các bạn rồi, chúng ta chạy thi về đích. Hơn nhau chỉ là một vài cm thôi. Đùa, quần nào cũng hay anh em. Dừng chiếc lại để các bạn đang chọn. Quần 156 bên kia cũng vậy anh em nhé. Sợ. Rất khó cho tham khảo. Chắc phải chạy thêm vòng nữa nhỉ. Mẹ khó quá. Đùa, cái thái độ của quân 156 kia, quân hai cầu thẳng kia. Thái độ quân cắm ác thật. Ông 1-10 ông cứ đuổi thôi. Ui giời. Chúng tôi vẫn có cách ở đây. Thì tôi sẽ phân tích. 6-5 này giữ chim. Chỉ còn 30 giây. Hay quá, trận chung kết hay quá mọi người. Tất cả mọi người hãy cùng cổ vũ cho 4 chiến binh nhá. Thật ra nếu mà Dũng đánh giá thì con nào cũng xứng đáng nhất. Dũng mà đánh giá thì con nào xứng đáng nhất, con nào hay luôn. Sợ là lâu lắm rồi mới xem được trận chung kết hay. Vâng, okay, rất hay. Dũng xem là kết quả cuối cùng giám khảo sẽ phân tích luôn. Chú chim nào cũng xứng đáng thật sự luôn. Thế nhưng mà trong cuộc chơi có giám khảo và có sự chấm, và người ta sẽ phân tích từng chi tiết của con chim một mỏ đấu đấy. Đôi khi anh em chúng ta xem live chúng ta không thể biết được là con nào hơn con nào kém, một xíu thôi mọi người nhá, rất nhỏ thôi. Trận chung kết chúng ta 6 chim đều rất hay và đã có thủ mỏ đấu, tuy nhiên là chúng tôi đã phân tích rõ và có cách như sau. Thì hôm nay một rất gần thôi. Hai chú chim chúng tôi xác định là bắt nhịp chậm hơn một chút, và trong quá trình thi đấu có nhịp dừng trước lại mặc dù là 1-2 giây. Những nhịp ra đoạn ban đầu là hai chim bắt nhịp chứng chậm hơn một chút, có nhịp dừng lại sau đó nhảy tiếp. Đó là xác định là 1-5-6 có hai nhịp dừng chững 1-2 giây. 1-5-6 là 20 giây đầu bắt nhịp chậm hơn. Đấy, giám khảo sẽ tính từ cái vòng đầu ấy. Đấy. Chúng tôi xác định là 1-70 và 5-6, 1-5-6 cộng giờ vào thì được này. Vâng, chỉ cần chững lại một xíu thôi ạ. Chúng tôi so sánh hai chị còn lại em có thể đấy. 65 và 62. Hai thí sinh này găm dí xuyên suốt ngay từ bắt đầu. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu về những phút cuối, 62 có những điểm dừng trước lại hơn so với 62. Đúng rồi, 62 chim nó đuổi chim nó. 62 chính xác luôn. Nhất của kỳ này là 62 nghỉ. Nói chung là Dũng chia sẻ với tất cả anh em và mọi người là hôm nay ấy, cái trận chung kết này ấy,
con chim của anh em kẻ được giải ba, anh em cũng rất là tự hào luôn, bởi vì con chim nha nó rất là hay, nó chỉ thiếu một hai nhịp thôi. Đấy, một trận chung kết anh em xem trực tiếp đúng không ạ, anh em xem trực tiếp, con chim nào cũng xứng đáng nhất trong lòng của cái người chủ chim ngày hôm nay.